Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 12 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Lý do Messi bỏ tập. Cách đây hơn một tuần, đích thân huấn luyện viên Tata Martino đã xác nhận chính Lionel Messi sẽ trở lại thi đấu cùng Inter Miami vào ngày 15 tháng 9 tới trong trận đấu với Philadelphia Union tại MLS. Tuy nhiên, trong buổi tập chuẩn bị cho cuộc so tài này vào hôm 11 tháng 9, Messi bất ngờ không có mặt cùng toàn đội. Điều này khiến cho người hâm mộ nghi ngờ về khả năng trở lại thi đấu chính thức của anh. Theo tờ Herald đưa tin, dù không có sự góp mặt của Lionel Messi, nhưng vệ sĩ của anh thì vẫn xuất hiện ở đại bản doanh của Inter Miami. Điều này cho thấy ngôi sao người Argentina vẫn đang ở đó. Vậy lý do tại sao anh không ra sân tập luyện cùng toàn đội? Vâng, thưa quý vị, lý do Messi không tập cùng toàn bộ các anh em ở Inter Miami đã được nhà báo Gaston Erun giải thích. Cụ thể, vấn đề ở mắt cá chân của Lionel Messi không phải xấu đi hay gặp thêm những chấn thương mới, mà bởi siêu sao người Argentina bị cúm nên được các bác sĩ yêu cầu tập trong nhà thay vì ra sân cỏ, để tránh việc anh có thể sẽ bị nặng hơn và bị lây lan sang các đồng đội khác. Lionel Messi đã phục hồi trong suốt 2 tháng qua để có thể sớm trở lại thi đấu cùng Inter Miami. Anh hiện vẫn đang trên đà trở lại và nếu không đủ thể trạng thi đấu với Philadelphia Union vào cuối tuần này, anh có thể sẽ tái xuất khi đội nhà gặp cao thủ Atlanta United vào giữa tuần tới. Lần cuối Lionel Messi thi đấu cùng Inter Miami cho đến thời điểm hiện tại là vào tháng 6, anh đã ghi bàn trong trận hòa 3 đều với cao thủ San Luis City trước khi được triệu tập lên đội tuyển Argentina chuẩn bị và thi đấu tại Copa 2024. Trong 9 trận không có sự góp mặt của Messi, Inter Miami đã có một chuỗi trận đáng chú ý và giành chiến thắng trong 8 trận đấu. Hiện tại MLS miền Đông đã đi qua 27 vòng, Miami vẫn đang duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng với 59 điểm, hơn đội đứng ngay phía sau Cincinnati 8 điểm. Vinicius chọc giận chủ tịch Perez. Trong một buổi phỏng vấn với CNN, Vinicius chia sẻ suy nghĩ về nạn phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha. Phần lớn những người dân ở Tây Ban Nha không phân biệt chủng tộc, nhưng một nhóm nhỏ đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả đất nước, vốn là nơi rất đáng sống. Phát ngôn gây tranh cãi nhất là khi anh nói về World Cup 2030. Nếu tình hình không cải thiện đến năm 2030, tôi cho rằng World Cup cần chuyển sang nước khác vì các cầu thủ sẽ không cảm thấy thoải mái hay an toàn khi thi đấu ở một quốc gia có thể gặp nạn phân biệt chủng tộc. Những lời phát biểu này đã tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ nhiều phía, đặc biệt là từ Real Madrid và chủ tịch Florentino Perez. Trong báo cáo của tờ Sport đến từ Tây Ban Nha, câu lạc bộ được cho là đã bị làm phiền bởi nội dung của những tuyên bố này và chủ tịch Perez được cho là cũng rất khó chịu. Lý do chính là vì Real Madrid và Perez đang có tham vọng biến Santiago Bernabeu trở thành một trong những sân vận động đăng cai trận chung kết World Cup. Thời điểm của cuộc phỏng vấn cũng khiến cho Real Madrid rất lo ngại. Nó diễn ra ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, khi mà câu lạc bộ không có nhiều lựa chọn hành động do không có hoạt động thi đấu. Hơn nữa, Real Madrid không thể công khai phản đối ý kiến của Vinicius, vì điều đó được xem là chống lại nỗ lực của anh trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và gây ra bất đồng nội bộ. Trong khi đó, đồng đội của Vinicius tại Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Dani Carvajal cũng đã lên tiếng bảo vệ đất nước của mình. "Chúng tôi hoàn toàn phản đối mọi tình trạng phân biệt chủng tộc trong sân vận động. Tôi biết Vini đang phải chịu đựng điều gì và chúng tôi ủng hộ anh ấy cả trong nội bộ lẫn công khai. Nhưng ngoài những người đó thì tôi không cho rằng Tây Ban Nha không xứng đáng để được tổ chức World Cup. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc." Những phát ngôn gây tranh cãi của Vinicius thậm chí đã làm báo chí Tây Ban Nha làm căng thẳng hơn, làm tăng thêm khoảng cách giữa anh và câu lạc bộ. Đặc biệt là sau khi có thông tin về việc lời đề nghị từ Ả Rập Saudi có vẻ như cũng đã gửi đến anh. Theo báo cáo, Vinicius có vẻ như đã tạm dừng đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid sau khi nhận được lời đề nghị chóng mặt từ Saudi Pro League. Lời đề nghị này bao gồm một khoản lương khổng lồ và tiền thưởng rất lớn khi trở thành đại sứ bóng đá của Ả Rập Saudi, với tổng thu nhập khoảng 500 triệu euro trong năm mùa giải. Tình hình hiện tại thì đã khiến tương lai của Vinicius tại Real Madrid trở nên bất định hơn. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Real Madrid bắt đầu không còn nhìn nhận ý tưởng bán Vinicius sang Ả Rập với số tiền kỷ lục bằng con mắt tiêu cực nữa. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm cho các cuộc đàm phán sẽ là điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1 tỷ euro của cầu thủ này. Vinicius đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2018. Anh đã ghi 62 bàn thắng, kiến tạo 65 lần trong 235 lần thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những phát ngôn gần đây của anh có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh tại Tây Ban Nha. Vấn đề phân biệt chủng tộc trong bóng đá Tây Ban Nha không phải là mới. Vinicius đã nhiều lần hứng chịu ở việc anh bị phân biệt chủng tộc khi thi đấu tại La Liga, với đỉnh điểm là sự cố tại sân Maestala của Valencia vào cuối năm 2023. Sau sự việc đó, thì anh đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao, bao gồm cả chủ tịch của FIFA, Infantino. Tuy nhiên, có vẻ như Vinicius đã đẩy mọi thứ đi quá xa với những phát ngôn gần đây của mình. Không chỉ gây ra sự phẫn nộ từ phía Real Madrid và chủ tịch Perez, những bình luận của anh còn làm dấy lên làn sóng phản đối từ công chúng Tây Ban Nha. Một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng đã bày tỏ sự đau lòng khi Vinicius gộp tất cả chúng ta lại với nhau. Trong bối cảnh này, tương lai của Vinicius tại Real Madrid trở nên bất định hơn bao giờ hết. Mặc dù chúng ta đều biết tài năng của anh là không thể phủ nhận, nhưng những phát ngôn tranh cãi và mối quan hệ căng thẳng với lãnh đạo câu lạc bộ có thể dẫn đến những quyết định bất ngờ trong tương lai. Cựu sao MU tiên đoán Ten Hag sẽ bị sa thải. Theo cựu tiền đạo của Manchester United Luis Saha, thì MU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải Ten Hag nếu thua Southampton vào
thứ bảy này. Vâng, khởi đầu kém cỏi ở mùa giải mới khiến cho người khó đối mặt với nguy cơ bị sa thải, dù vừa mới giữ được gia hạn hợp đồng cách đây khoảng hơn 2 tháng. Sau 3 vòng mở màn, Manchester United chỉ giành 3 điểm, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Họ chật vật thắng Fulham trước khi để thua bẽ mặt trước Brighton và đặc biệt là Liverpool. Sau là trận quốc tế, MU sẽ trở lại thi đấu vào thứ bảy. Quỷ đỏ gặp Southampton trong trận đấu sớm nhất vòng 4 Premier League. Đây là cơ hội cực kỳ tốt để thầy trò huấn luyện viên Ten Hag trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng nếu như thất thủ tại sân St Mary's, đó có thể sẽ là thảm họa với huấn luyện viên đến từ Hà Lan. Theo nhận định của Luis Saha, Ten Hag sẽ bị sa thải nếu MU trắng tay trước Southampton. Vì bãi đạo của đội bóng không có lựa chọn nào khác. Họ không thể cứ nhìn đội bóng lún sâu trong khi liên tục chi tiền nâng cấp đội hình. Bình luận trên Betfred, Saha chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ như vậy đấy. Đối đầu với Liverpool, vấn đề nằm ở màn trình diễn chứ không phải là kết quả. Vì vậy Ten Hag đang chịu áp lực lớn vì đội bóng chơi không tốt. Trong suốt trận đấu thì không có thời điểm nào cho thấy MU có thể cải thiện và giải quyết vấn đề. Vào thứ bảy, nếu như Southampton có thể áp đảo Manchester United theo cái cách mà Liverpool đã làm, thì Ten Hag sẽ không thể duy trì chiếc ghế của mình. Bạn cần phải đưa ra những phương án khác nhau để đánh bại đối thủ mạnh nhất. Nhưng Ten Hag thì lại không cho thấy khả năng đó. Ông ấy có vẻ như đã không cho các cầu thủ biết họ sẽ phải làm gì trong suốt trận đấu. Có rất nhiều người trong giới bình luận và truyền thông, họ xem trận đấu nhưng không thể hiểu Manchester United muốn chơi như thế nào. Trước loạt trận quốc tế, cựu tiền đạo lừng danh Alan Shearer cũng đã nhận định tương lai của Ten Hag phụ thuộc vào màn trình diễn và kết quả hai trận đấu tới, gặp Southampton ở Premier League và Barnsley ở vòng 3 League Cup. Báo Thái khẳng định bóng đá Việt Nam suy thoái quá rõ ràng. Sau trận Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam 2-1 hôm 10 tháng 9, tờ Thái Rat đã ca ngợi kết quả ngoài mong đợi của đội nhà. Mặc dù trận đấu không diễn ra quá sôi nổi, nhưng nếu nhìn vào kết quả khởi đầu của thế hệ mới đội tuyển Thái Lan, tôi nghĩ đội đã làm được trên cả mức mong đợi. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần Thái Lan không thua những chiến binh sao vàng đã là thành công rồi. Nhưng họ đã làm tốt hơn dự kiến. Trong khi đó, tờ Sam Sport thì chỉ ra sự đi xuống của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Kể từ khi thầy Park chia tay đội tuyển Việt Nam, màn trình diễn của đội dường như đi xuống rõ. Những thống kê cho thấy Việt Nam đã thua 13 trong số 18 trận gần nhất. Hình ảnh của những chiến binh sao vàng trong trận đấu với Voi Chiến không còn mạnh mẽ. Bóng đá Việt Nam đang bước vào một cuộc suy thoái thực sự. Giống với tờ Thái Rat và Sam Sport, Bangkok Post một lần nữa nhắc lại việc Thái Lan mang đội hình trẻ tới Việt Nam và không đặt nặng thành tích. Nhưng kết quả là những gương mặt mới này lại vượt qua cả những kỳ vọng ban đầu. Võ Chiến đã loại bỏ một số tên tuổi lớn khỏi đội hình tham gia giải đấu ba quốc gia tại Hà Nội, bao gồm nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, tiền đạo Kiki Oterasin Dangda. Nhưng Suphanat đã tỏa sáng để mang lại chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.